Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi có trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Trang Trần công khai địa chỉ, thách người đến tạp mắm tôm, đủ bản lĩnh vào xem còn toàn thay hay không. Trang Trần không ngại va chạm, trực tiếp công khai địa chỉ nhà, thách người đến làm loạn sau ồn ào ép cung Hồ Văn Cường. Mới đây trong livestream tối ngày hôm qua 13 tháng 10, Trang Trần nhắc đến tin đồn nhà riêng bị tạt mắm tôm đang dần dần thời gian gần đây. Qua đó, cựu người mẫu công khai địa chỉ nhà, thách thức cũng như gửi thông điệp những kẻ đang ghét mình. Ai thích tạt mắm tôm thì cứ ghé, ghé tạt cái, phải quay livestream rõ cách cửa nhà, địa chỉ thì mới là anh hùng, còn lấy hình trên mạng có giá trị gì. Chú mày thử vào nhà tao hắt cái gì đi, xem có toàn thay đi ra không, đủ bản lĩnh cứ vào, còn ra được toàn thay hay không là ta không biết nha. Nguyên nhân khiến Trang Trần nổi đóa lên đến như vậy là vào ngày 12 tháng 10, trên mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là nơi ở của Trang Trần bị tạt sơn và mắm tôm sau ồn ào ép cung Hồ Văn Cường. Cảnh chất bẩn vấy đầy căn nhà khiến người xem không khỏi dùng mình. Sau theo tìm hiểu thì đây không phải là nơi ở của Trang Trần, loạt ảnh thực chất là sưu tầm trên mạng, tổng hợp các vụ ném chất bẩn và cắt ghép lại, cố tình gắn với tên tuổi của chân dài 8X. Những ngày qua, Trang Trần là cái tên chiếm sóng dư luận khi liên tục tham gia vào chuyện gia đình Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Đáng chú ý là đêm 9 tháng 10, cô còn đến tận nhà của giọng ca trẻ để livestream hỏi rõ về chuyện có ủy quyền hay nhiều vả nữ đại gia Bình Dương đòi tiền cắt xe dùm không. Trước sự im lặng của Hồ Văn Cường, Trang Trần khi trở về nhà tiếp tục livestream liên tục chửi mắng giọng ca trẻ là vong ơn bội nghĩa với người đã khuất. Hành động của Trang Trần gặp phải vô vàn ý kiến trái chiều. Phần lớn khán giả chỉ trích cựu người mẫu đang ức hiếp, xâm phạm quyền riêng tư của giọng ca 18 tuổi. Tuy nhiên, trước những lời chỉ trích, Trang Trần tuyên bố chấp nhận và sẽ tiếp tục nói lên quan điểm của bản thân. Bởi ngay khi xác định được tìm gặp mẹ con Hồ Văn Cường, cô đã lường trước được việc bị dư luận công kích. Ngay sau livestream của Trang Trần, một số người thân thiết cộng sự của Phi Nhung cũng lên tiếng dằn mặt giọng ca trẻ vì im lặng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, quý vị hãy để lại trong phần bình luận để các kỹ thuật viên đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp.